nổi danh từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, Nguyễn Thúc Thùy Tiên được nhiều khán giả biết đến. Mới đây, người đẹp đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 gây sốt trên mạng xã hội. Nguyễn Thúc Thùy Tiên là ai? Nguyễn Thúc Thùy Tiên là Á Khôi, người mẫu người Việt Nam. Cô từng đạt danh hiệu Á Khôi một Hoa khôi Nam Bộ 2017 và lọt top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 cùng với giải thưởng Người đẹp nhân ái. Cô được bổ nhiệm làm Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2021 và đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 diễn ra ở Thái Lan. Trước đó, cô cũng từng đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Quốc tế 2018. Dù được đánh giá cao về nhan sắc nhưng đáng tiếc cô nàng không thể lọt vào top 15 chung cuộc. Sự nghiệp của Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Nguyễn Thúc Thùy Tiên sinh ngày 16 tháng 8 năm 1998 tại thành phố Hồ Chí Minh. Dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng Nguyễn Thúc Thùy Tiên khiến nhiều người đẹp ngưỡng mộ. Người đẹp có kinh nghiệm tham dự nhiều cuộc thi lớn nhỏ khác nhau. Bắt đầu năm 2017, cô bắt đầu tham gia nhiều cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ và xuất sắc đạt được vị trí Á khôi 1. Đến năm 2018, Thùy Tiên ghi dấu ấn lớn với top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 và danh hiệu Người đẹp nhân ái. Cùng năm này, mỹ nhân 9X đại diện Việt Nam đi thi Miss International, Hoa hậu quốc tế tại Nhật Bản. Cô được kỳ vọng bởi có những tiêu chí đã đặt ra, nhưng do thiếu may mắn nên đã không đạt thành tích cao. Sau một thời gian dài, cô không ngừng nỗ lực học hỏi và trau dồi thêm kỹ năng để hoàn thiện bản thân. Gần đây, người đẹp là đại diện Việt Nam tham gia Miss Grand International 2021. Trình độ ngoại ngữ của Thùy Tiên cũng được đánh giá cao. Thùy Tiên ngày càng nổi bật tại Miss Grand International 2021. Tin tức mới nhất, nổi bật nhất về Thùy Tiên trong thời gian này được quan tâm nhiều. Thùy Tiên đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021. Cô đủ cơ hội tụ đủ mọi yếu tố để có thể tham gia cuộc thi sắc đẹp này. Thùy Tiên sở hữu gương mặt sắc sảo, đôi môi gợi cảm, trang điểm đậm bắt mắt, chiều cao ấn tượng, body cực ấn tượng, thể hình đẹp là điều cần có trong cuộc thi. Không những thế, người đẹp này cũng đã có nhiều lần chinh chiến trong các cuộc thi sắc đẹp, chắc chắn kinh nghiệm và bản lĩnh giúp cô dễ dàng chinh phục được trong cuộc thi. Bên cạnh đó, Thùy Tiên cũng sở hữu cho mình những kỹ năng catwalk cực chuyên nghiệp, tài năng hát và nhảy đẹp cũng là điểm cộng của cô nàng này. Đặc biệt, phải kể đến nhất khả năng nói 6 loại ngôn ngữ cực tốt của người đẹp. Điều này là yếu tố giúp cô thêm tự tin trước các người đẹp quốc tế. Thùy Tiên ngày càng nổi bật tại Miss Grand International 2021 sau phần thi quốc phục tại Miss Grand. Phần thi trang phục dân tộc tại Miss Grand International 2021 đã chính thức diễn ra. Người đẹp bất ngờ gây sốc với trang phục của mình. Nguyễn Thúc Thùy Tiên đại diện Việt Nam diện bộ cánh Blue Angel thiên thần áo xanh, nhưng trong quá trình biểu diễn cô gặp sự cố kỹ thuật bị gãy cánh. Dù vậy nhưng vẫn hoàn thành hết phần thi và được đánh giá cao. Sau phần thi, cô đăng tải hình ảnh cánh tay bầm tím đầy đau đớn khiến nhiều người phải lo lắng. Nếu bạn xem chương trình thì có thể nhìn thấy Thùy Tiên mang bộ trang phục khá cầu kỳ, đôi cánh nặng đan vào tay, điều này khiến tay cô bị thương. Điều này khiến nhiều người lo lắng ở những phần thi sắp tới. Người hâm mộ hy vọng rằng cô cố gắng giữ sức khỏe để tiếp tục đạt được kết quả tốt nhất trong những phần thi tiếp theo.